Trước khi nói về cái công năng cũng như là cái đặc hiệu của cái bát tàng hình năm 2021 này thì tôi muốn nói qua một cái là cái cách chống bát hình. Trong khi mà vào một cuộc chơi mà người ta dùng bát hình thì mình chống như thế nào để làm sao mình không bị bát hình. Thì có hai cách chống cơ bản. Cách chống đầu tiên là người ta sẽ là dùng cái bật lửa, người ta đốt bát hình như này. Đốt xung quanh cái bát hình này. Thì cái việc nếu như mà đốt bát hình của những cái năm 2019 2020 mà dùng bật lửa để đốt ấy thì cái mắt camera của cái bát nó sẽ hỏng. Đấy là cách chống đầu tiên. Hay là người ta có thể tráng nước. Tức là người ta sẽ đổ nước vào đây để tráng. Đấy. Người tráng nước thì khi mà nước vào ấy, nước vào trong cái bát hình này này thì nó sẽ là gây cái sự là chập điện. Các bạn biết rồi, nếu các mạch điện tử mà bị nước nó vào thì nó sẽ là nó dẫn điện và nó sẽ chập điện và làm ra hỏng cái main cái thiết bị điện tử ở trong bát. Cho nên là đấy là cái cách chống đầu tiên, tức là cái cách phá bát. Cái thứ hai rất là đơn giản mà ít người biết, đấy là cái cách mà nhiều cao thủ vẫn hay sử dụng. Đấy là người ta sử dụng các loại quân mà bát hình không soi được. Tức là như thế nào? Nếu như mà cái quân bình thường như quân này này thì là bát nào nó cũng soi được. Tức là quân 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 đen này và quân trắng này thì cái bát nào cũng soi được. Còn cái việc ví dụ như là để mà chống các cao thủ chống ấy thì người ta sẽ dùng các loại quân như này. Đấy, quân đỏ như này chẳng hạn này. Thì bát hình bình thường nó không thể soi được, bởi vì là khi mà soi vào cái loại quân này thì bát nó sẽ bị mù màu. Các bạn hiểu không? Đấy, cho nên là ví dụ người ta giả vờ người ta cắt vào quân này thôi, người ta vô tình thôi, chứ người ta không có ý định là chống các bạn. Khi các bạn sử dụng bát hình, người ta cắt một quân này vào, người ta giả vờ nhưng người ta không biết cái gì cả, nhưng mà thực chất người ta đã cắt một quân đỏ là người ta đã ý định là chống bát hình rồi. Cho nên là khi mà sử dụng bát hình mà người ta đưa quân này vào thì là mù màu hết, trắng xóa hết, là không không nhìn thấy được. Đấy là hai cái cách mà người ta chống bát hình khi mà chơi trong sóc đĩa bịp. Đấy là những chia sẻ thôi. Thực chất là những người bán đồ như tôi thì không nên chia sẻ những cái điều này, bởi vì là chia sẻ những điều này các bạn là sợ là về người ta chống cái này rồi các bạn không mua này kia. Nhưng mà tôi muốn nói để các bạn biết, khi mà vào một cuộc chơi người ta sẽ chống như vậy và bát hình nó sẽ hỏng. Thì cái bát hình năm 2021 này nó có phản lại được những cái mà người ta chống hay không, có ưu điểm của nó như thế nào thì tôi sẽ nói rõ ở trong clip này. Trước hết tôi nói về bát hình của năm 2021. Những cái cơ bản nhất, cái đầu tiên nhất là nó vẫn là cái loại bát trốn tang. Ví dụ như vào một cuộc chơi ném ra bát thì nó vẫn là không có gì, vỡ ra vẫn là thoải mái, xong là mình vứt cái này đi không sao cả. Đấy là cái việc mà khi mà dùng bát tàng hình trốn tang. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi mà sử dụng cái bát tàng hình này ấy, các bạn biết rồi, nó vẫn là tàng hình. Và đã là tàng hình thì soi đèn flash không thấy này. Tắt cái đèn này cái đây. Đây, khi mà soi cái đèn flash vào thì nó là trong suốt như này. Đấy, nó không có cái gì đen cả. Nó như một cái bát bình thường luôn. Bát bình thường như nào thì nó như vậy. Đây, trong vắt luôn. Đây là bát tàng hình hệ năm 2021 thì nó vẫn cứ đảm bảo là soi đèn không thấy, đập ra không có gì, đúng không? Đập ra không làm sao cả. Đây là cái bát bình thường này. Cũng thế thôi. Đấy. Cũng chỉ một cái viền xung quanh này là nó đen đen. Giống như cái bát bình thường. Giống bát tàng hình, hai cái là giống nhau. Đấy. Đấy thì là những cái mà tàng hình thì nó là như vậy rồi. Cái này thì không phải là bàn cãi. Cái thứ ba, nữa là khi mà sử dụng cái bát tàng hình này thì là sạc, nó không phải là sạc kim nữa. Nhiều anh em hỏi là anh em có bát sạc kim hay không, thì bây giờ người ta không làm công nghệ sạc kim nữa mà tất cả người ta đều sạc bằng bệ. Đặt tới đây này. Đấy, sạc, đặt đây là máy bát nó tự sạc chứ không phải cắm dí hai kim này vào. Đấy là những cái mà của năm 2019 2020 nó có. Tuy nhiên, cái bát năm 2021 này nó có gì khác so với những cái năm 2020? Và đây cái này cũng là tương đối là mới. Cái đầu tiên để mà chống được cái việc mà người ta dùng bật lửa người ta đốt bát ấy, thì cái bát năm 2021 này người ta chống được rồi. Và chống bằng cách nào? Ở bình bát bình thường này thì cứ đốt đốt vào đây bát thì cái bát nó sẽ hỏng. Các bạn thấy không? Đốt phát là nó hỏng, bởi vì nó nóng cái mạch điện bên trong này. Nó nóng cái mạch các cái vi mạch bên trong này thì nó sẽ chảy nhựa và hỏng khi mà đốt. Còn cái bát năm 2021 này tại sao mà nó chống được nhiệt, là bởi vì cái bát này người ta đã sử dụng một lớp men sứ ở bên trong này. Cái men sứ này là gọi là men sứ chống nhiệt, tức là trong cái sứ này nó có cát chống nhiệt. Đấy.
Cho nên là khi mà đốt vào thì có một cái lớp chống nhiệt bên ngoài này, nó ngăn cho cái lượng nhiệt từ bên 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 cái bật lửa này vào bên trong bát. Cho nên là có cái lớp này nó sẽ chắn lại và không gây nóng các cái mạch, các cái vi mạch bên trong này. Cho nên là khi mà người ta đốt bát thì là không bị hỏng, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chống nước. Chống nước là như thế nào? Nếu như các bạn biết, cái bát nó sẽ có một cái chỗ mà để mà khi mà đổ nước vào ấy, thì nó sẽ có một cái lỗ rất là nhỏ, nó sẽ chảy nước vào trong này, nó sẽ chảy vào trong cái vi mạch này. Nhưng mà cái bát năm 2021 này, trong cái lỗ nhỏ đấy nó sẽ tạo thành một, có một cái gioăng. Các bạn biết cái gioăng chống nước không? Đấy, nếu như mà ông nào biết về máy móc thì biết là biết cái gioăng chống nước đấy, hoặc là kể cả trong đồng hồ cũng vậy. Đây là cái chống nước, thì như cái đồng hồ chống nước ấy thì nó có một cái gioăng và nó sẽ chắn nước cái lại. Khi mà nước chảy thì cái gioăng ấy nó chặn lại và bị nó đẩy ra ngoài. Đấy là cái gioăng chống nước. Thì là cái bát của năm 2021 này nó chống được lửa, chống được nhiệt, chống được nước, nó là vì như vậy. Đấy là cái đầu tiên. Khi mà người ta chống bằng cái việc mà đốt hay là bằng nước thì là cái bát này nó là chịu được. Cái tiếp theo là cái mà người ta chống cao siêu hơn, người ta giả vờ không biết gì nhưng mà thực chất người ta cắt vào quân là quân đỏ này. Cắt quân đỏ này vào thì cái bát này nó có chống được không? Tôi sẽ bật lên cho các bạn thấy. Mật khẩu là gì nhỉ? Rồi, bây giờ bật cái này. Đây là bát tàng hình wifi nhé. Thì tôi sẽ là kết nối wifi. Nó có wifi này. Thì ấn vào đây. Ấn mật khẩu của nó. Ông nào dùng bát hình thì tôi sẽ cho cái mật khẩu riêng của từng một loại bát nhé. Đây rồi. Bây giờ là vào cái phần mềm này. Cái này gần hết pin rồi này. Nếu như dùng cái quân này thì đây, quân đen thì nó đơn giản thôi. Hoặc là ví dụ như là nếu mà cái bát ngày xưa nhá, thì các bạn sử dụng bằng cái loại là bài nhựa này, kể cả bài đen hoặc bài xanh vậy, các bạn soi vào không thấy gì. Đặc biệt là cái loại là camera của bát ngày xưa ấy, thì nó sẽ là không soi được cái loại quân nhựa này. Nhưng bây giờ tôi sẽ đưa quân nhựa và quân đỏ vào để cho các bạn nhìn thấy nó có soi được hay không. À rồi, bát này hơi yếu pin rồi. Đây nhá, các bạn để ý này, lá bài này, lá bài đỏ này, thì xem là cái bát này nó có soi hay không. Đây màn hình này, khi mà mình chưa úp vào, chưa khiển thì bát nó sẽ không soi và không nhìn thấy. Nhưng đến khi mình úp vào mình soi này thì nhìn thấy nét luôn này, đúng không? Này, đấy, cái này nó hơi nhiễu một tí là do này, các bạn nhìn cái dòng pin này, pin của cái này nó yếu rồi. Tôi quay ra không chuẩn bị kỹ. Đấy. Này, nhìn nét chưa? Còn nếu như mà cái bát ngày xưa ấy thì là soi vào đây là nó là trắng xóa. Thì cái hay của cái bát tàng hình của năm 2021 này này, nó là màu, và màu nó bắt buộc nó phải đi kèm với khiển. Và các bạn biết về cái khiển này rồi. Cái khiển này để làm gì? Để vào một cuộc chơi, người ta chơi, mình vứt bát vào, mình chưa cần chơi, mình kệ cho người ta chơi, mình vứt bát vào cho người ta chơi. Và khi mà người ta chơi ấy thì bát nó sẽ không bị hao pin. Người ta chơi bình thường, mình không ấn cái nút này, bát nó không hao pin. Còn lúc nào mình cần soi thì mình ấn cái nút này, thì lúc đấy bát mới hao pin. Cái này thì là để mình làm chủ được cuộc chơi, mình sẽ chơi được lâu hơn. Ví dụ như bát bình thường nó chỉ chơi được tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi thôi. Còn riêng khi các bạn sử dụng cái bát này, các bạn có thể chơi nửa ngày. Tức là vào đấy, ban đầu cờ bạc bé thì ít người chơi đúng không? Mình cứ để cho nó đánh xanh chín thì bát nó không bị hao. Còn bình thường các bạn đưa cái bát ngày xưa vào ấy, các bạn đặt vào bát nó sóc là hao pin rồi, nó sờ bát nó là hao pin rồi. Nhưng cái bát này lúc nào mình ấn này đấy thì nó mới hao pin, rõ ràng chưa? Đây này, tôi sẽ để cái con mà nó nhiều hoa hơn cho các bạn thấy. Đấy, kia chưa? Đấy, thì nhiều anh em hỏi là thế cái bát này ví dụ như sử dụng được quân màu thì quân đen trắng như thế nào? Tôi giải thích trả lời luôn. Đây này. Đấy, quân nào nó soi được. Ok chưa?
Đấy là cái tính năng ưu việt của cái bát tàng hình năm 2021. Thì anh em nào cần tư vấn rõ hơn thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình.